Thưa quý khán giả, chiều ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại khách sạn Sunrise Tây Ninh đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025 và thông qua kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2021. Dự hội nghị có ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Nhất Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Nhân Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra còn có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ, Tổng lãnh sự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan, Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, điểm tham quan du lịch, các hãng hàng không Việt Nam và các cơ quan truyền thông. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định liên kết hợp tác là quy luật tất yếu để phát triển mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch. Vùng Đông Nam Bộ được đánh giá là vùng kinh tế năng động nhất cả nước, chiếm hơn 42% GDP của cả nước, là cửa ngõ giao thông, giao thương quan trọng với các nước trong khu vực và quốc tế. Vùng Đông Nam Bộ rất giàu tài nguyên du lịch, nhưng du lịch miền Đông Nam Bộ được xem là viên ngọc thô chưa được mài dũa xứng tầm. Năm 2019, vùng Đông Nam Bộ đã đón 12,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy có nhiều chuyển biến trong phát triển du lịch vùng, nhưng so sánh với các điểm lân cận trong khu vực thì con số này còn khoảng cách. Lợi thế về vị trí địa lý và thế mạnh tiềm năng của các tỉnh trong vùng là nền tảng tạo ra sự cộng hưởng lớn trong phát triển du lịch nếu chúng ta thắt chặt mối liên kết hợp tác giữa các địa phương. Hội nghị lần này đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ liên kết hợp tác giữa lãnh đạo các tỉnh thành, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch của cả vùng. Có 5 nội dung thỏa thuận liên kết hợp tác bao gồm công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Qua đó sẽ khai thác hiệu quả hơn các giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng và đặc trưng của vùng như núi, biển, sông, hồ, rừng nguyên sinh nhiệt đới gió mùa, hệ sinh thái đa dạng sinh học, cùng hệ thống di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề, ẩm thực phong phú và phát huy được lợi thế cửa ngõ quốc tế, cơ sở hạ tầng du lịch để tăng tỷ lệ khách du lịch, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách, góp phần phục hồi ngành du lịch và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả vùng nói riêng và cả nước nói chung. Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ sẽ hình thành thương hiệu du lịch mang dấu ấn của vùng. Tại hội nghị, bên cạnh các tham luận của các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ, ông Abhirat Sugornhathiram, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch liên vùng. Thái Lan đã kết hợp các hoạt động du lịch với hoạt động thương mại nhằm thu hút khách du lịch theo những cách hợp lý, nghệ thuật và mang lại hiệu quả cao nhất. Có chính sách phát triển đa dạng các sản phẩm, phát triển homestay và được đông đảo người dân tham gia. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, liên kết có hiệu quả phải được đo lường trên các tiêu chí. Du khách đến với vùng Đông Nam Bộ đông hơn, ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, quảng bá về chúng ta đến bạn bè của họ nhiều hơn và tỷ lệ du khách quay lại cũng cao hơn. Để đạt được các mục tiêu này, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường liên kết kêu gọi đầu tư tư nhân FDI vào cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. Thứ hai, đẩy mạnh liên kết phát triển nguồn nhân lực của ngành. Thứ ba, liên kết trong phát triển sản phẩm và công tác quảng bá truyền thông cần phải có chiến lược cụ thể. Thứ tư, phát triển du lịch vùng phải gắn với xu hướng du lịch thông minh và du lịch có trách nhiệm để phát triển bền vững. Lâu nay thì nếu muốn một địa phương tiếp thị cho mình thì tiếp thị cái sản phẩm của mình thôi. Thì nếu đó là vùng thì mỗi tỉnh thành đi đều tiếp thị cho mình và cho cả 5 tỉnh đó còn lại. Như vậy cái tần suất quốc tế tiếp cận thông tin gấp 5 lần. Chúng tôi thấy trong văn bản đôi khi tỉnh nào mà làm xu thế du lịch thì 5 tỉnh thành khác cũng đến cùng làm đúng không ạ? Và nhất là ra nước ngoài. Chúng tôi rất mong là các đoàn du lịch của 5 tỉnh nước ngoài thì cầm theo luôn một cái bộ hồ sơ xúc tiến được cả vùng. Như vậy cái tần suất tiếp xúc sẽ cao gấp 5 lần, chi phí cũng có tăng. Và chúng tôi thấy là phối hợp về quản lý nhà nước, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các sự kiện để nó lại đều trong năm, để cái không khí du lịch của 6 tỉnh thành này nó luôn luôn là có khí thế.
và cuối cùng là giúp các doanh nghiệp gặp nhau và xác định cơ hội đầu tư các địa phương với hợp lý. Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc liên kết có tầm quan trọng để thúc đẩy phát triển. Tôi xin phép được thay mặt Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, trước hết là xin chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông. Trong quá trình chuẩn bị thì đã tiến tới có cái thỏa thuận ký kết ngày hôm nay. Và hôm nay thì rất đặc biệt. Đây là một cái sự kiện liên tỉnh thành phố về du lịch đầu tiên trong cái tình trạng bình thường mới sau Covid. Và cái đây là một cái thông điệp rất là lớn, không chỉ là thông điệp về sự liên kết trong phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, với vai trò nòng cốt là các tỉnh thành phố có điều kiện và có cái bước phát triển hơn bước như là Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Và đặc biệt đây còn là một thông điệp thể hiện cái tính chủ động và quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong cái khó thì ló cái khôn, để mà trong lúc rất khó khăn về du lịch hiện nay, chúng ta phải nói với nhau như vậy, tìm cái giải pháp để vượt qua khó khăn. Chúng ta làm du lịch thì như đồng chí Nguyễn Thanh Chân nói, trích lời của một doanh nghiệp Sun Group trước đây nói, đoàn kết để bao trùm rất nhiều. Và tôi cũng xin nói lại thêm một cái điểm nữa, là họ bên cạnh cái đoàn kết mà nói qua thì mọi người sẽ nghĩ là rất là sáo, nhưng mà nó rất thực chất. Đấy là du lịch thì lấy người dân làm trung tâm. Và đặc biệt bây giờ khi chúng ta phát động cái phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, thì phát huy huy động được từng người dân vào, kết hợp với tất cả các giải pháp mà các đồng chí này đã nói, và nhất là các doanh nghiệp thì rất giỏi cái này, làm sao cho mọi người dân thấy rằng lâu dài chung tay vào làm du lịch thì là giúp hết đói rồi, nhưng mà bây giờ giúp giảm nghèo, và quan trọng là giúp mang những giá trị của quê hương mình, của dân tộc mình ra với thế giới, và mình cũng có điều kiện được tiếp xúc, được giao lưu văn minh của thế giới ngay ở nhà mình, ngay ở quê hương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn các doanh nghiệp, các hộ gia đình làm du lịch, chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ làm du lịch trong thời điểm dịch Covid-19 làm bất lợi đến hoạt động du lịch, kéo theo cả các ngành khác. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các địa phương có chính sách thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp này. Với sự tham mưu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, các địa phương phải làm sao giữ lại cho được các hộ kinh doanh du lịch, các doanh nghiệp làm du lịch với quy mô nhỏ để có chính sách hỗ trợ. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, tiếp thu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hội nghị liên kết du lịch Đông Nam Bộ vinh dự được đồng chí Nguyễn Thị Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đến dự và chỉ đạo định hướng liên kết hợp tác trong phát triển các tỉnh Đông Nam Bộ nói chung và liên kết phát triển du lịch bền vững nói riêng. Chúng tôi xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí. Ngay sau hội nghị này, ban điều phối chung của vùng và mỗi một địa phương chúng ta sẽ triển khai các chương trình hành động, nhất là triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp đã được đồng chí Nguyễn Thị Nhân chỉ đạo trong hội nghị, và đồng thời thực hiện tốt các nội dung kết nối và nâng cao vai trò người dân trong công tác phát triển du lịch như ý kiến đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng đã phát biểu chỉ đạo. Với quyết tâm của các địa phương từ hội nghị hôm nay, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong nước nói chung và những chương trình tích cực khả thi trong điều kiện bình thường mới, tôi tin tưởng rằng du lịch của vùng Đông Nam Bộ sẽ đạt được các tiêu chí sau: du khách đến Đông Nam Bộ ngày càng đông hơn, lưu trú lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, quảng bá đến điểm đến của chúng ta đến bạn bè trong nước và quốc tế nhiều hơn,
nhưng đó là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ, mà chúng ta phải tạo ra sự hài lòng để tỷ lệ khách du lịch quay lại Đông Nam Bộ chúng ta ngày càng cao hơn. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ với 5 nội dung.